giúp bố thông thái hơn. Top 10 sự thật kỳ lạ về tâm lý con người một giữ bí mật là một trong những điểm yếu lớn nhất được biết đến của con người trong nhiều thế kỷ. Những người thẩm vấn đã sử dụng các thủ thuật tâm lý tinh vi để rút ra các dữ kiện hoặc thông tin từ các nghi phạm và nhân chứng nhanh hơn so với áp dụng áp lực hoặc tra tấn thể xác. Theo các nhà tâm lý học, khoảng thời gian trung bình một phụ nữ có thể giữ bí mật là 47 giờ 15 phút, đàn ông có thể giữ bí mật lâu hơn một chút. 2. Bị từ chối và sỉ nhục là một trong những hình thức đau đớn nhất mà con người có thể chịu đựng. Những cảm giác hoặc cảm xúc này tạo ra các hiệu ứng hóa học tương tự như của một chấn thương thể chất. 3. Bộ não vẫn thức khi chúng ta đi ngủ với nhận thức rằng vẫn còn một số vấn đề khó giải quyết hoặc còn tồn tại, hầu hết thời gian, những suy nghĩ cứng đầu có thể tước đi giấc ngủ ngon, vậy nên nếu không thể dừng dòng suy nghĩ của mình vào ban đêm, chỉ cần đứng dậy và viết chúng vào một cuốn sổ, điều này sẽ giúp đầu óc bạn thoải mái và giải phóng trí não để các ông có thể đi ngủ. 4. Ngày nay, hầu hết các cuộc hôn nhân đều thất bại nhanh hơn so với bất kỳ thời kỳ nào khác trong lịch sử và hầu hết mọi người thực sự tin rằng hôn nhân thật sự là một cơn ác mộng. Theo các nghiên cứu, kết hôn với người bạn thân nhất giúp loại bỏ nguy cơ ly hôn hơn 70% và những cuộc hôn nhân như vậy có nhiều khả năng kéo dài cả đời năm học ngoại ngữ có tác động đến tính cách của con người một thí nghiệm trên người nói tiếng anh và ba tư gồm cả nam và nữ cùng độ tuổi cùng một tầng lớp xã hội cùng một nền kinh tế và đặc biệt là đều có một thời gian sống ở iran họ được yêu cầu điền vào bài trắc nghiệm tính cách theo hình thức khá đặc biệt chia ngẫu nhiên thành hai nhóm nhóm một làm bài tiếng anh nhóm hai làm tiếng ba tư và sau ba tuần thì làm ngược lại tất cả họ đều cho thấy sự khác nhau rõ ràng về cách ước lượng tính cách của mình khi thay đổi ngôn ngữ cụ thể là khi trả lời bằng tiếng Anh, các đối tượng đều có cái nhìn thực tế hơn về bản thân mình so với khi trả lời bằng tiếng ba tư. 6. Bạn có thể dễ dàng phát hiện xem một người có đồng ý với bạn trong cuộc thảo luận hay không. Khi hai người nói chuyện với nhau và một trong hai người hơi quay chân sang hướng khác hoặc liên tục di chuyển một chân theo hướng ra ngoài. Đây là dấu hiệu mạnh mẽ của sự bất đồng hoặc họ muốn rời đi. 7. Hạnh phúc khó nắm bắt như vàng, tuy nhiên, việc trở nên hạnh phúc có thể ở gần hơn những gì chúng ta suy nghĩ những phụ nữ có hầu hết bạn bè là nam giới sẽ có tâm trạng vui vẻ lâu hơn nhiều so với những phụ nữ có ít hoặc không có bạn bè nam giới điều tương tự cũng áp dụng cho nam giới có nhiều bạn nữ hơn bạn nam tám họ nói rằng thay đổi cũng tốt như nghỉ ngơi các nghiên cứu cho thấy rằng du lịch giúp tăng cường sức khỏe não bộ và cũng làm giảm nguy cơ đau tim và trầm cảm của một người hơn bất kỳ liệu pháp nào khác đã biết 9. Mọi người thực sự trông hấp dẫn hơn thực tế khi họ nói về những điều họ đam mê. Đây là một trong những trò hách tâm trí lớn nhất trong đời. 10. Tâm lý học là một trong những bí ẩn lớn nhất của cuộc sống chủ yếu là vì nó liên quan đến những cảm xúc sâu thẳm nhất của bộ não con người. Những người có cảm giác tội lỗi hiểu được suy nghĩ và cảm xúc của người khác tốt hơn những người có xu hướng tự cho mình là đúng.